và các em học sinh chúng ta đứng lên làm lễ chào cờ. Tất cả chú ý. Nhìn nhìn cờ chào. Quốc ca. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu, quý phụ huynh học sinh, quý thầy cô giáo và các em học sinh chúng ta an tọa. Mời đội nghi lễ chúng ta cô Phạm Thị Mỹ Như sẽ dẫn chương trình. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách mời, cha mẹ học sinh cùng quý thầy cô, các em học sinh thân mến. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dinh được mang tên người thầy kính yêu trong thời kỳ đấu tranh của nhân dân giải phóng đất nước. Trong những năm qua, nhà trường luôn phấn đấu trong công tác giáo dục với sự đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự ủng hộ vô cùng quý báu của cựu học sinh Đồng Tháp 10 Long An, Hội đồng Hương Long An sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm qua, trường được công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào thời điểm tháng 12 năm 2012. Kính thưa quý đại biểu, để đáp lại lòng mong đợi của ngành giáo dục huyện nhà, của toàn thể cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương, đồng thời để giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Hóa, Ủy ban Nhân dân xã Bình Phong Thạnh, Hội cựu học sinh Đồng Tháp 10 Long An, Hội đồng Hương Long An tại thành phố Hồ Chí Minh, ban đại diện cha mẹ học sinh cùng ban giám hiệu nhà trường mở cuộc vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chúng ta xây dựng bia tượng thầy Nguyễn Văn Dinh và nhà công vụ giáo viên trong khuôn viên nhà trường. Đến nay công trình đã hoàn thành. Hòa cùng niềm vui đó, hôm nay Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Hóa, Ủy ban Nhân dân xã Bình Phong Thạnh, Hội cựu học sinh Đồng Tháp 10 Long An, Hội đồng Hương Long An tại thành phố Hồ Chí Minh, ban đại diện cha mẹ học sinh cùng ban giám hiệu nhà trường long trọng tổ chức buổi lễ khánh thành bia tượng thầy Nguyễn Văn Dinh và nhà công vụ giáo viên. Đó chính là lý do buổi lễ hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan hô. Giáo dục đào tạo Long An.
đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan hô. Về phía ban liên lạc của học sinh đồng tháp 10 Long An, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bác Trần Văn Bổn đại diện cho ban liên lạc của học sinh đồng tháp 10. Phố Hồ Chí Minh. Về phía Hội đồng Hương Long An sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, cô Mai Thị Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Hương Long An tại thành phố Hồ Chí Minh. Về phía xã chúng tôi
được đón tiếp ông Nguyễn Văn Minh, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã Bình Thông Hạnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Phong Hạnh. Với sự có mặt của quý vị đại biểu đại diện cho ban ngành đoàn thể địa phương, quý mạnh thường quân, hỏi cha mẹ học sinh, quý thầy cô và hơn 100 em học sinh của trường về dự lễ hôm nay, một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Vào chương trình buổi lễ. Kính thưa quý đại biểu, nhằm giúp quý đại biểu, quý vị khách mời biết được cuộc đời hoạt động cách mạng của thầy Nguyễn Văn Dinh, đồng thời nắm được quá trình vận động xây dựng tư tưởng thầy Nguyễn Văn Dinh và nhà công vụ giáo viên. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Trương Thanh Tấn, hiệu trưởng nhà trường, sẽ lên thông qua tiểu sử và quá trình vận động xây dựng. Xin trân trọng kính mời thầy. Đến dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng vinh danh nhân tiếp bác. Xin chào bác. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, quý thầy cô, quý phụ huynh, xin chào em học sinh thân mến. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt nhà trường được gửi đến quý vị đại biểu, quý khách, quý thầy cô, quý phụ huynh học sinh và toàn thể các em học sinh lời chúc sức khỏe và trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi hết rộng mái tâm hồn. Đúng vậy, thầy Nguyễn Văn Dinh sinh năm 1910 tại làng Bình Thông Thạnh, quận Thủ Thừa, tỉnh Long An, nay thuộc huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Trước năm 1945, thầy ngày học ở trường học ấp Phú Sưng, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành và xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, thầy tham gia lực lượng vũ trang địa phương, chỉ huy du kích động phủ Tư Hạ thuộc huyện Tân Trụ ngày nay, chiến đấu chống quân xâm lược Pháp, tái xâm lược Pháp, bảo vệ chính quyền cách mạng trong trận đánh Tràng đầu năm 1946. Thầy đã anh dũng hy sinh ở Bình Kinh Đông, gần chợ Tân Trụ. Đấy, nơi thầy ở là Bình Thông Thạnh, mảnh đất quan sơn kẹo khó, nước mặn thầy chua, đơn sơ một mạc. Nhưng khi thầy đi, tức là lúc thầy đã hy sinh ở Tân Trụ, mảnh đất Bình Thông Thạnh nói riêng và mảnh đất Long An nói chung, bỗng quá thành tâm hồn là thế. Cái hồn ấy hòa giữa hồn thiên sông núi, vẽ nên trang anh hùng dân tộc mãi mãi động trong lòng chúng ta. Do những đóng góp to lớn của người, tháng 4 năm 1948, Ủy ban kháng chiến thành lập tỉnh Long An quyết định đặt tên cho trường này Tân An tại xã Thạnh Hòa, ngay thuộc xã Bình Thông Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Long An đã hy sinh, sinh ra những người con thầy Nguyễn Văn Dinh. Có rất nhiều học trò đã thành đạt, thành danh, thành tài cho nhiều lĩnh vực, những công tác tốt ghi tâm công đức của thầy. Ngày 12 tháng 11 năm 2013, tại phòng học số 1 hội trường thống nhất Ủy ban nhân tỉnh Long An làm việc với ban liên lạc phụ học sinh đồng tháp 10 và hội đồng hương Long An sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng công trình bia lưu niệm bia tượng thầy Nguyễn Văn Dinh do ông Trần Phúc Phước phó Ủy ban nhân tỉnh Long An chủ trì và kết luận. Một, Ủy ban nhân tỉnh Long An thống nhất chủ trương xây dựng công trình bia tượng lưu niệm đặt tại trường tiểu học Nguyễn Văn Dinh thuộc ấp 2 xã Bình Thông Thạnh, huyện Mộc Hóa, gồm hai hạng mục như sau: tượng và chân dung thầy Nguyễn Văn Dinh là bằng chất liệu đồng, đại tượng bê tông thép cho ban liên lạc phụ học sinh đồng tháp 10 và hội đồng hương Long An liên hệ và phối hợp với nhà điêu khắc Nguyễn Sang và Kim Thanh thực hiện. Bia lưu niệm thầy Nguyễn Văn Dinh được làm bằng đá da nếp, nội dung bia do bảo tàng Long An nghiên cứu biên soạn trên cơ sở tư liệu chữ viết và bổ sung của nhân chứng và sự thống nhất ý kiến của phụ học sinh đồng tháp 10 và hội đồng hương Long An tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc quy hoạch nơi đặt tượng, lắp đặt các hạng mục công trình phải được triển khai sớm, đảm bảo tính bền vững, trang trọng, hài hòa, xứng đáng với giá trị
ý nghĩa lịch sử và văn hóa của công trình. Ban liên lạc cùng học sinh đồng tháp 10 và hội đồng hương Long An tại thành phố Hồ Chí Minh vận động kinh phí đầu tư thực hiện công trình. 2. Theo chủ trương trên, giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với ban liên lạc cùng học sinh đồng tháp 10 và hội đồng hương Long An tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Kính thưa quý vị đại biểu, nay công trình đã hoàn thành, vinh dự mang tên người thầy là một tấm gương mẫu mực về tinh thần yêu nước, hy sinh phục nhà giáo, chiến sĩ cách mạng, trường tiểu học Nguyễn Duy Dinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đã góp phần lớn với việc đào tạo nhiều thế hệ học sinh mà sau này nhiều người đã trở thành cán bộ của trung ương, tỉnh có trình độ cao, góp to lớn vào sự nghiệp kháng chiến và xây dựng bảo vệ tổ quốc. Hôm nay nhân buổi lễ khánh thành tượng bia thầy Nguyễn Duy Dinh, tôi xin thay mặt nhà trường bày tỏ lòng biết ơn và cảm tạ sâu sắc đến các cụ đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là cựu học sinh đồng tháp 10 và hội đồng hương Long An, có những người như bác Đức Thải, bác Ba Tiền, bác Nguyễn Văn Tư, bác Ba Tính, chú Quỳ Biểu, nhân dân là những cựu học sinh của thầy Nguyễn Văn Dinh đã có công rất lớn, cung cấp sức người, sức của cho nhà trường xây dựng bia tượng thầy Nguyễn Văn Dinh, vừa bày tỏ lòng biết ơn kính trọng thầy, vừa là tấm gương sáng cho bao thế hệ trẻ biết truyền thống yêu nước, tôn sư trọng đạo, cố gắng học tập rèn luyện thành người thành đạt để tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phồn thịnh. Kính thưa quý vị đại biểu, hòa chung cùng không khí trang nghiêm của lễ này, tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn cảm tạ sâu sắc đến những tấm lòng vàng của hội đồng hương Long An và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo ngân hàng Exim Bank ủng hộ 600 triệu đồng, ban chấp hành của đoàn trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 100 triệu đồng với tình cảm đặc biệt và đóng góp xây dựng 3 phòng học cho cán bộ giáo viên cùng các trang thiết bị bên trong khang trang sạch đẹp thoáng mát và đầy đủ tiện nghi. Cùng với những món quà đầy ý nghĩa trên đã giúp cho cán bộ giáo viên nhà trường có nơi ăn, chỗ ở, sinh hoạt thoải mái, yên tâm công tác. Kính thưa quý vị đại biểu, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, đó là đạo lý truyền thống phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam. Nhà trường chúng tôi cũng vậy, không có lời lẽ nào bày tỏ hết được nỗi niềm vui mừng, lòng biết ơn sâu nặng đến toàn thể quý vị không quản đường xa dành chút thời gian quý báu đến dự buổi lễ khánh thành tượng bia thầy và nhà công vụ trường tiểu học Nguyễn Văn Dinh được long trọng và đầy ý nghĩa lớn lao như thế này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đại biểu. Chúng tôi xin hứa sẽ phát huy truyền thống của nhà trường của quê ngày một hơn nữa, phát triển tốt đẹp hơn. Đi nhà trường có những bước đi thăng trầm, trong đội ngũ cán bộ giáo viên sẽ được tay kèo một lòng yêu trẻ, miệt mài với những tiếng đòi tri thức đặc mến. Cuối cùng tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, quý thầy cô và phụ huynh học sinh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc các em học sinh của trường mãi mãi xứng đáng là học trò của thầy Nguyễn Văn Dinh. Xin chân trọng kính chào. Lên tiểu sử thầy Nguyễn Văn Dinh và công tác vận động xây dựng bia tượng nhà công vụ giáo viên, xin cảm ơn thầy. Thưa quý vị đại biểu, đến dự buổi lễ khánh thành bia tượng thầy Nguyễn Văn Dinh hôm nay, ban tổ chức chúng tôi vinh dự được đón tiếp bác Trương Công Thể, người học trò nhỏ của thầy Nguyễn Văn Dinh. Qua buổi lễ này, ban tổ chức kính mời bác có đôi lời phát biểu, xin trân trọng kính mời bác. Chúng tôi đứt hơi trẻ, nhưng lòng không bao giờ trẻ. Tôi xin đại diện cựu học sinh của trường Nguyễn Dinh hồi ở Thơ Long. Khi ấy tôi mới 90 tuổi, học được thầy dạy ở xã Phú An Trị, ấp Bình Trị, ấp Phú An Trị, xã Phú Xuân. Và sau đó được 2 năm thầy chuyển nơi đi khác, chuyển đi nơi khác, tôi vẫn tiếp tục học tại xã đó. Thầy giỏi, thầy ngoan, thầy dinh. Tới năm 47 thì tôi được vô chức vụ. Đây là một cái bia của đồng tháp 10 năm xưa. Đến năm 47 thì chúng tôi vô đây, 49 chúng tôi được vô học trường thầy Nguyễn Văn Dinh. Đúng là như vậy, học trường thầy Nguyễn Dinh, không biết thầy, không gặp mặt thầy, giờ không rõ gì thầy.
Hôm nay con xin nói lại một chút xíu. Thầy đặc biệt là chỉ mặc quần áo người ngắn, đội nón commando, thầy đi xe mô tô lớn, tướng thầy bao giờ cũng là Tây, bao giờ cũng thấy tiếng Tây, và thầy rất là vui vẻ. Khi chúng tôi vô đại học thì nhiều bạn cũng không gặp mặt thầy. Khi giải phóng trở về đây Biên Điện gần bên trên bắc 40 năm, gặp lại bạn xưa thì chúng tôi có về thăm trường và học trường, và từ đó tỉnh nhà đã bỏ tiền chúng tôi cùng dẫn động với ban liên lạc đồng hương Long An, cựu học sinh góp một phần nhỏ dựng lên trường sang trăm ngày nay. Đã có trường sang trang, không biết lịch sử thầy, cũng không biết mặt thầy. Đó là những kênh cánh của bạn, những bạn học trò năm xưa. Chúng tôi gặp nhau, bàn nhau làm như thế nào để dựng được tượng thầy và bia của thầy. Ngày nay chúng tôi đã làm được điều đó. Cho tới giờ này, tuy rằng là ban liên lạc đồng hương Long An cũng tận tình, đặc biệt là trong này con Ba Tính mà nguyên chủ tịch cũng cực khổ với chúng tôi, anh Ba Tiền và anh Tư là những người ra công rất lớn. Hôm nay bia thầy đã có, tướng thầy cũng đã có, vui nào bằng là chúng ta làm được điều báo hiếu đối với thầy. Tuy tuổi đã già nhưng lòng chúng tôi vẫn còn dũng mãnh, quyết lần sau cho trường chúng ta sẽ sang trang và học giỏi, các đào tạo thế hệ của các học sinh giỏi như chúng tôi. Những anh em còn nhỏ sau khi học mấy năm ở trường Nguyễn Dinh tỏa đi khắp đất nước, sau đó ra Bắc thì nhiều anh em đi học các nước Liên Xô, Tiệp Khắc vân vân, và trở thành người có công, có tài, cống hiến cho đất nước. Bữa nay trở lại trường để mừng bia thầy và dựng được tượng thầy, điều hy vọng của chúng tôi mong thầy cô thế hệ mai sau tiếp tục học trường này và phải làm xứng đáng là tên của trường, trò của trường, thầy của trường Nguyễn Nhân Dinh. Và coi nơi đây đó, chúng tôi coi như nơi đây là tổ ấm, đi xa dầu còn sức lực lâu lâu cũng về thăm trường và theo dõi sự dạy dỗ của thầy và các cháu học hành. Xin chúc và cảm ơn. Cảm ơn, xin chân thành cảm ơn bác. Kính chúc bác dồi dào sức khỏe và thành đạt trong công việc. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, đến dự buổi lễ khánh thành bia tượng thầy Nguyễn Văn Dinh hôm nay, ban tổ chức chúng tôi vinh dự được đón tiếp cô Mai Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Hương Long An tại thành phố Hồ Chí Minh, có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời cô. Nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, kính thưa ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, kính thưa các đồng chí, là cựu học sinh yêu quý của trường Nguyễn Nhân Dinh và toàn thể các đồng chí, các quận huyện ban ngành đoàn thể tỉnh Long An và huyện Hướng Hóa và sau đây chúng tôi trân trọng xin cảm ơn những chân thành của thầy cô giáo và phụ huynh và toàn thể các em học sinh thân mến hôm nay đã đến dự. Mặc dù trời hơi nắng nhưng các em vẫn tích cực ngồi đây cùng với các ông bà cô bác và các chú để tham dự cái buổi lễ hôm nay. Hôm nay đến dự lẽ ra có đồng chí
Nguyễn Kim Trung là chủ tịch hội đồng hương Long An tại thành phố Hồ Chí Minh đi dự, nhưng mà bị bệnh đột xuất, do đó tôi là cái người là thừa lệnh để thay mặt cho đồng chí và hội đồng hương Long An phát biểu cảm tưởng cái ý nghĩa của mình trong cái buổi lễ hôm nay. Kính thưa các đồng chí, tiếp lời phát biểu của chú Trương Công Thể, phải nói rằng qua lời phát biểu của chú, bản thân tôi rất là xúc động. Thì qua quá trình mà xây dựng trường Nguyễn Dinh, thì trong đó góp phần của chú và phụ học sinh của trường Nguyễn Dinh và ban là hội đồng hương cùng với ủy ban dân tỉnh Long An, thì đóng góp xây dựng công trình của trường Nguyễn Dinh coi như là gần 9 tỷ đồng. Nhưng mà hội đồng hương Long An rất là băn khoăn đến đây để khánh thành cái trường Nguyễn Dinh ngày 29 tháng 5 2011, thì thấy rằng cái nhà công vụ của thầy cô giáo ở rất là không an tâm, cho nên đối với ban liên lạc hội đồng hương tích cực vận động ngân hàng ban liên lạc hội đồng hương để làm cái nhà công vụ cho trường Nguyễn Duy Vinh. Thì hôm nay nhân dịp khánh thành tượng đài của Nguyễn Duy Vinh và đồng thời cũng là khánh thành cái nhà công vụ của trường Nguyễn Duy Vinh, thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà một giáo viên mà ở một cái nhà làm việc hoặc là cái nhà ở để người ta nói rằng có ăn cư mới lập nghiệp, nhưng mà đối với chúng tôi thấy rằng qua cái tham quan cái nhà công vụ thì thấy rằng rất an lòng và rất là phấn khởi. Thì hôm nay đến dự để khánh thành trường thì không có gì hơn là chúng tôi chân thành cảm ơn ủy ban dân tỉnh Long An, cảm ơn ban giám hiệu nhà trường, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo địa phương, huyện Mộc Hóa và thầy cô giáo cũng như phụ huynh học sinh và toàn thể các em học sinh đã nỗ lực phấn đấu mà chúng ta có một cái căn cái môi trường khang trang, và đồng thời hôm nay đã có cái trường của thầy Nguyễn Văn Vinh để các em nhớ rằng đây là những người thầy mà rất là kính trọng trong thời kháng chiến chống Mỹ chống Pháp, và hôm nay các em noi bước theo thì mong rằng các em noi gương cái tấm gương của thầy Nguyễn Văn Vinh mà mình nỗ lực phấn đấu để nỗ lực học tập cố gắng làm như thế nào để chúng ta trở thành là người có ích cho xã hội, để phục vụ cho đất nước, bảo vệ tổ quốc, là người thế hệ thứ tư thì chúng ta cố gắng làm như thế nào xứng đáng hơn nữa với thầy Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Vinh. Sau đây thì tôi được phân công của ông Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Kim Trung để đọc lên những ý tưởng điểm của các cụ học sinh. Thì tưởng niệm thầy liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, noi gương thầy Nguyễn Văn Vinh mãi mãi muôn đời đức hy sinh cho học trò suốt bao thế hệ, cho Việt Nam độc lập hòa bình. Cụ học sinh trường Nguyễn Văn Vinh đồng tạc tượng. Xin cảm ơn. Đến dự lễ khánh thành hôm nay, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa có tặng một tràng hoa kính dân thầy Nguyễn Văn Vinh. Tiếp theo là phần phát biểu của địa phương. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lâm Hòa Xứng, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Thank you.
Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Sở Ban ngành tỉnh. Kính thưa ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Ủy huyện Mộc Hóa. Kính thưa bà Mai Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Hương Long An. Kính thưa Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng các ban ngành đoàn thể của xã Bình Phong Thạnh. Kính thưa quý vị đại biểu, và cùng không khí cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, hướng tới mừng Đảng mừng Xuân Giáp Ngọ năm 2014. Với ý nghĩa đó, cùng với quá trình thời gian chuẩn bị, hôm nay huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ban liên lạc cựu học sinh Đồng Tháp 10 Long An, Hội đồng hương Long An tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cha mẹ học sinh, ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Nhân Vinh, xã Bình Phong Thạnh long trọng tổ chức lễ khánh thành bia tượng thầy Nguyễn Nhân Vinh, người anh hùng, người thầy yêu nước trong khuôn viên nhà trường. Trong buổi lễ này, chúng ta vô cùng vinh hạnh và xúc động được đón tiếp sự có mặt tham dự chứng kiến đông đủ của quý vị đại biểu đại diện cho cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể hữu quan trong tỉnh Long An, huyện Mộc Hóa, xã Bình Phong Thạnh, đặc biệt nhà điêu khắc Đại Thị Kim Thanh, các đơn vị tổ chức cá nhân Mạnh Thường Quân, các bậc lão thành tâm huyết với sự nghiệp giáo dục cùng với sự chứng kiến của các học trò thầy Nguyễn Nhân Vinh trong thời kỳ kháng chiến. Trong niềm hân hoan này, cho phép tôi thay mặt huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xin chúc quý vị đại biểu, quý vị quan khách được dồi dào sức khỏe và luôn thành đạt trong công tác, trong cuộc sống. Kính thưa quý vị đại biểu, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, các truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và quan điểm nhất quán đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, thực hiện phong trào thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ nói chung và trong trường học nói riêng, cùng với công tác xây dựng lịch sử đấu tranh xây dựng quê hương Mộc Hóa, đồng thời thổ nguyện vọng của cựu học sinh Đồng Tháp 10 Long An nguyên là học trò cũ của thầy Nguyễn Nhân Vinh. Quý phụ huynh học sinh, đội ngũ thầy cô giáo và học sinh trường học Nguyễn Nhân Vinh, trường được vinh dự mang tên vị anh hùng người thầy yêu nước. Thực hiện nghị quyết của huyện ủy, phát huy bảo vệ tôn tạo các giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, xây dựng nhiều địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy giá trị tinh thần tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức tích cực xây dựng và bảo vệ quê hương cho thế hệ tương lai, ý thức được trách nhiệm đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho quê hương mãi mãi bình yên và giàu đẹp. Ủy ban nhân huyện cùng với ban liên lạc cựu học sinh Đồng Tháp 10 Long An, Hội đồng hương Long An, ban đại diện cha mẹ học sinh và ban giám hiệu trường thống nhất xây dựng tượng bia anh hùng người thầy yêu nước Nguyễn Nhân Vinh trên tinh thần tự nguyện xã hội hóa giáo dục, với tâm huyết, với tinh thần vừa làm vừa học hỏi vừa rút kinh nghiệm. Quá trình xây dựng tượng, chúng tôi đón nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành tỉnh, huyện ủy, ủy ban nhân huyện luôn cho ý kiến chỉ đạo cụ thể, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của học sinh Đồng Tháp 10 Long An, Hội đồng hương Long An tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Kính thưa quý vị đại biểu, việc vận động xây dựng tượng bia thầy Nguyễn Nhân Vinh diễn ra trong điều kiện trường mới được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào thời điểm tháng 12 năm 2012. Tuy điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng huyện Mộc Hóa rất vui mừng được sự đồng thuận quan tâm toàn thể của học sinh Đồng Tháp 10 Long An, Hội đồng hương Long An tại thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng, cùng với sự đóng góp to lớn của quý Mạnh Thường Quân, những vấn đề trên đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân đồng thuận, thì việc gì khó khăn cũng vượt qua, hoàn thành một nhiệm vụ một cách xuất sắc. Kính thưa quý vị đại biểu, sự đóng góp quý báu đầy nghĩa tình của quý vị đến nay, công trình đã hoàn thành tốt đẹp, và giờ đây chúng ta chứng kiến lễ khánh thành bia tượng người anh hùng, người thầy yêu nước của quê hương Đồng Tháp 10 anh dũng. Qua vào hồn thiêng sông núi, chúng ta tưởng niệm công lao và sự nghiệp chiến đấu dũng cảm vì nước quên mình của thầy Nguyễn Nhân Vinh. Ý chí quật cường, tinh thần bất diệt của ông đã hôn đúc truyền dẫn vào mỗi con người chúng ta một niềm tự hào, tự tin tiếp bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đứng trước bia tượng và anh linh của người anh hùng, người thầy yêu nước Nguyễn Nhân Vinh, tôi xin thay mặt cho quý vị
Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tôi xin hứa sẽ không phụ lòng kỳ vọng gửi của quý vị, gửi gắm ý thức trách nhiệm của tôi tiếp tục phát huy, bảo tồn, tôn tạo giá trị lịch sử văn hóa quê hương. Chúng tôi xem đây là di tích lịch sử văn hóa của địa phương, là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho tuổi trẻ biển nhà, là biểu tượng anh hùng bất khuất của quê hương. Xây dựng được tượng thầy Nguyễn Nhân Dinh trong khuôn viên trường đã tạo thêm được nguồn sinh lực, ý chí nghị lực, cổ vũ, thôi thúc đội ngũ thầy cô giáo trong nhà trường sống, học tập, rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu của trường được vinh dự mang tên vị anh hùng, người thầy giàu lòng yêu nước của quê hương Long An anh hùng. Với bề dài thành tích của trường đã đạt được qua những năm xây dựng phát triển của sự nghiệp địa phương, tôi đề nghị ban giám hiệu trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất nội bộ, mở cuộc học tập thi đua theo gương anh hùng người thầy yêu nước Nguyễn Nhân Dinh, có kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, ủy ban dân huy động mọi nguồn lực của xã hội xây dựng trang thiết bị trường học đáp ứng kịp thời với nhu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục trong tình hình mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghề nghiệp, đạo đức, lối sống, đổi mới phương pháp giáo dục học sinh, hoàn thiện về nhân, trí, thể, mỹ, phát huy sức mạnh giá trị tinh thần tượng anh hùng người thầy yêu nước Nguyễn Nhân Dinh, truyền tải những giá trị truyền thống gương thầy đạo nghĩa giáo dục học sinh, kết hợp giáo dục thiết thiết với trực quan sinh động, từng bước hình thành nhân cách đạo đức cho học sinh, mở rộng tìm hiểu học tập gương sáng của các nhân nhân anh hùng, làm phong phú thêm tâm hồn của trẻ vào lòng yêu mến quê hương đất nước, có ý thức giữ gìn bảo vệ di tích lịch sử văn hóa của địa phương, chính thức cho học sinh thi đua học giỏi xứng đáng danh hiệu là con ngoan học giỏi. Trong buổi lễ khánh thành bia tượng hôm nay, xin thay mặt cho quý vị, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mộc Hóa kêu gọi toàn thể nhân dân huyện Mộc Hóa tích cực tham gia chăm sóc bảo vệ di tích lịch sử văn hóa của địa phương, đóng góp xây dựng các điểm di tích lịch sử để giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, thể hiện đạo lý nhân quả những người trồng cây, đồng thời tăng cường sự tác động tích cực đến giáo dục ý thức của nhân cách thế hệ trẻ. Công trình xây dựng bia tượng anh hùng người thầy yêu nước Nguyễn Nhân Dinh đã hoàn chỉnh. Huyện xin chuyển giao cho trường để bảo tồn, chăm sóc và phát huy giá trị tinh thần bất diệt của bia tượng ngày càng lan tỏa trong đời sống tinh thần của nhân dân. Có được bia tượng như ngày hôm nay là quá trình tham gia đóng góp về tinh thần, vật chất của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự quan tâm của Hội cựu học sinh Đồng Tháp 10 Long An, Hội đồng hương Long An sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức, đơn vị cá nhân và phụ huynh học sinh trường. Một lần nữa tôi xin thay mặt cho huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mộc Hóa xin chân thành cảm ơn và tri ân những đóng góp quý báu của quý vị. Cuối cùng kính chúc quý vị đại biểu được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Vừa qua chúng ta vừa nghe ông Lâm Hòa Xứng phát biểu thay mặt ban tổ chức. Chúng tôi luôn chúc ông dồi dào sức khỏe và thành đạt trong công tác. Xin chân thành cảm ơn ông. Trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mộc Hóa, thay mặt Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện Mộc Hóa lên trao quà chúc mừng. Xin trân trọng kính mời ông. Thầy Trương Thanh Tuấn, hiệu trưởng nhà trường lên đón nhận quà. Kính mời thầy. Xin chân thành cảm ơn ông. Tiếp theo chương trình, kính mời thầy Trương Thanh Tuấn, hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu đáp từ và phát biểu khánh thành nhà công vụ cho giáo viên. Xin kính mời thầy. Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Vâng, đời đã tạo biết bao người anh hùng, rất nhiều người có công lớn với tổ quốc, với quê hương, với đời, như thầy Nguyễn Cây Linh và thế hệ thầy lắm người có tài, có đức. Nhưng Hội đồng Hương Long An của học sinh Đồng Tháp 10, các thầy cô giáo trường đại học Bách Khoa, các đồng chí lãnh đạo của ngài Lê Xuân Văn, các tổ chức cá nhân có tấm lòng già ngày này nối vòng tay lớn đóng góp tài trợ cho trường được như ngày hôm nay, để mỗi sớm mỗi ngày trường ta có thêm nhiều yêu thương.
Kính thưa quý vị đại biểu, nói sao hết cho được lời cảm ơn đời, cảm ơn người có công lớn đầu tiên đặt viên gạch đồng xây đắp hệ thống nhà trường trong chặng đường gần đây. Ngay từ học Nguyễn Văn Linh còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng trong những năm qua tập thể thầy cô giáo, các bộ giáo viên và học sinh của nhà trường cũng đã gặt hái được nhiều thành công. Đáng tự hào là trường đại học quốc gia đầu tiên của quyền một khóa, trường đã sớm chiếm được lòng tin yêu và cảm mến của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phụ học sinh đồng tháp 10, hội đồng hương Long An, các thầy cô giáo trường học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, ngân hàng Exim Bank và các bậc phụ huynh nhiều thế hệ học sinh. Nay tôi xin thay mặt nhà trường xin trân trọng cảm ơn tình cảm tri ân nồng hậu của quý vị. Còn lần nữa tôi xin thay mặt kính chúc quý vị đại biểu, quý khách, hội đồng hương Long An, phụ học sinh đồng tháp 10, các thầy cô giáo của trường qua thành phố Hồ Chí Minh, ngân hàng Exim Bank dồi dào sức khỏe, gặp nhiều niềm vui và khá nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống công việc, để không chỉ có một trường đơn vị nhà trường mà nhiều đơn vị khác, nhiều giáo viên và học sinh hơn nữa nhận được sự quan tâm và chia sẻ đặc biệt của quý vị đại biểu. Tôi đại diện tập thể nhà trường hứa không thỏa mãn với kết quả hiện tại mà phải luôn cầu tiến, đôi gương và phát huy những thành tích, những phẩm chất tốt đẹp của các bậc tiền nhân đi trước, truyền thống của quê hương, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt sứ mệnh cộng người để xứng đáng với công sức đóng góp và sự quan tâm nhiệt tình của quý vị đại biểu. Kính thưa quý vị đại biểu, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt quý vị đại biểu đến dự buổi lễ hôm nay. Xin chúc quý vị đại biểu, quý khách, quý thầy cô, các bậc phụ huynh, học sinh và các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và đại lạc. Xin chân thành kính chào. Xin chân thành cảm ơn thầy Trương Thanh Tấn, hiệu trưởng nhà trường. Tiếp theo là phần các ban khánh thành, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, bác Trương Công Thể, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cựu học sinh thầy Nguyễn Văn Vinh, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mộc Hóa, thầy Trương Thanh Tấn, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Văn Vinh, nghệ sĩ điêu khắc Kim Thanh lên các ban khánh thành. Đồng thời ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời bác Ba Tính, bác Bảy Khoa lên dở khăn che tượng thầy Nguyễn Văn Vinh. Chúng tôi xin trân trọng kính mời. Gần đây đi, đứng một hàng đây đi, giật lấy luôn rồi, đứng nhiều một hàng.